Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay một khung cảnh rất là đặc biệt nha. Đó chính là cái khung cảnh của đèo Cù Mông. Cái đèo Cù Mông á là một trong những cái đèo mà nó nguy hiểm đẹp ở trong top của Việt Nam luôn đó các bạn. Mà nó nằm ở top mấy thì mình không có biết. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi nha. Như các bạn thấy á, ở chỗ này nó có hai cái đường, một đường đi qua cái trạm thu phí và một cái đường đi lên trên đèo. Cái đường ở trạm thu phí này á, nó cũng mới mở thôi các bạn. Như bạn nào không muốn leo qua cái đèo này, không muốn mạo hiểm á, thì các bạn có thể đi qua cái trạm thu phí này, họ thu tiền các bạn và các bạn có thể đi vào bên trong cái đường hầm. Cái đường đó đi nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, nhưng với điều kiện là bạn đi xe 4 bánh trở lên nha, chứ đi xe 2 bánh như mình là không có được đâu. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi lên trên đèo nha. Như các bạn thấy á, cái đèo này nó rất là ngoằn nghèo, nó rất là nguy hiểm. Cho nên á, các bạn xem cái cảnh này các bạn cũng hiểu là nó nằm ở trong top Việt Nam cũng hiểu rồi. Nó rất là nhiều ngoằn nghèo mà dốc của nó rất là sâu. Ở xung quanh hai bên thì cây cối rất là nhiều và những cái cây này á, nó cho một cái bóng mát, nó rất là mát nha.
Ở bên dưới thì trời nắng chang chang mà đi lên trên này nó mát như Đà Lạt luôn các bạn. Nhưng mà mình rất là thích cái khung cảnh ở chỗ này. Nó vừa mát, nó vừa có cảm giác rất là mạo hiểm, và nó có cái gì đó nó rất là hay hay. Mình rất là thích cái ngọn đèo này. Bây giờ chúng ta đi tới đây thôi nha, chứ chúng ta không thể đi hết cái ngọn đèo này được. Bởi vì đi hết cái đèo này là qua địa phận của Phú Yên rồi. Mà bây giờ đang có cái chiến dịch là phòng chống Covid, cho nên là mình không có thể đi hết cái tỉnh này được. Rồi tới đây thì mình sẽ cua lại. Thank you.
Như các bạn thấy á, chỗ này nó có một cái đường để mà chạy lên này. Cái đường đó để nó dành cho những cái xe mà nó mất phanh đó các bạn. Người ta có thể chạy lên trên đó để mà gọi cứu hộ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.